Đây là cách Đấy, mà làm đều rồi. chân kỳ của cái sập chân quỳ 60-90. Đấy, sau khi chúng ta quét nhất dấu dính, nó sẽ quét một lớp hồ dầu lên khuôn như này. Đấy, sau đó là sử dụng xi cát, ta trộn nó hơi hơi khô một chút và ta sẽ đắp lên như này. Đó, đắp lên như này. Để một lúc nữa sau khi đắp lên thì chúng ta sẽ ghép bốn mảnh lại với nhau, ta ghép bốn mảnh với nhau và hoàn thiện phần chậu ống hến, nó rất đơn giản thôi. Ta thử xúc phần vữa vào đây, sau đó dùng búa cao su ta gõ ép xuống. Để làm như này thì khi sản phẩm tháo ra chúng ta sẽ không có một vết rỗ nào nhé. Đấy, còn kết cấu sắt thì chúng ta sẽ kết cấu là ta sẽ có bốn cây dọc theo bốn cái chân này, đây bốn cây dọc bốn chân, và một cây ta sẽ đi đi ngang phần chân này. Ta sẽ đi ngang đây. Sau khi vào xong một lớp vữa, lớp xi cát thì ta sẽ ghép bốn mảnh khuôn chân vào như này. Đó. Một lát nữa thì ghép xong, ta sẽ hoàn thiện nốt cái phần vữa vào trong đây. Rồi sau khi lắp bốn mảnh của cái khuôn chân vào thì tiếp theo ta sẽ sử dụng vữa, ta sẽ đắp vào để hoàn thiện nốt cái chân kỳ với bộ sập chân quỳ này. Cái công việc nó hết sức đơn giản như này đâu. Đây lưu ý là bốn cái sắt này rất quan trọng nhé. Sắt ở chân này nó có tác dụng là chịu lực cho toàn bộ cái chậu khi mà chúng ta đặt lên. Đó, thế là xong một bên. Đây, chân lục giác cũng đắp như thế. Đó, chân lục giác đây. Cách đắp cũng tương tự đấy. Sau khi đắp xong bốn cái mảnh khuôn chân kỳ của bộ sập này thì cái phần mặt này chúng ta sẽ đổ bê tông, nó rộng khoảng 15 đến 20 cm nhé. Đây cái mặt này nên ta đổ bê tông và có kết cấu sắt, ta đi một dợ sắt vòng quanh là được rồi. Đó. Đây, cách làm chân kỳ của bộ sập này cũng như là chân kỳ của những chậu lục giác, chậu vuông đều tương tự như nhau. Đây là gọi là cách làm chân theo kiểu vét tay. Ngày mai sau khi khoảng 24 giờ thì chúng ta có thể đặt nhựa lên và tháo ra là được. Xin chào tất cả các bác, giới thiệu với các bác đây là cách làm sập chân quỳ theo kiểu vét tay. Đây, khuôn composite loại vét tay không lòng trong.
Thì đầu tiên là chúng ta sẽ quét một lớp nhớt chống dính. Đó, quét lên một lớp nhớt chống dính. Sau một lát nữa chúng ta sẽ quét hồ dầu lên. Đấy, đây là bộ sập trên quỳ này. Đường kính là 90x60, hoa văn tứ quý, tùng cúc trúc mai, rất là nổi. Sau khi quét nhớt chống dính xong nhá, thì ta sẽ vào một lớp hồ dầu này. Để sau khi quét một lớp nhớt thải chống dính cho khuôn, ta sẽ bắt đầu vào một lớp hồ dầu. Hồ dầu này chính là xi măng trộn với nước. Ta lưu ý là trộn nó sệt sệt như này, chứ không trộn loãng quá. Loãng quá nó sẽ trôi và khiến nó sẽ bị rỗ. Thế còn mà đặc quá thì chúng ta sẽ rất là khó mà chúng ta quét lên khuôn. Đó, trộn vừa phải. Đây, với cái khuôn sập có đường cong này, chúng ta nên làm từng mảnh như này. Đây, cả chân cả chậu ta làm từng mảnh này thì cái đắp vữa và nó sẽ dễ đắp hơn và nó sẽ không bị rỗ. Đấy, ok, rất là nhanh. Đây là khâu chuẩn bị vữa đây. Vữa này trộn thì lại là một xi hai cát, cũng giống như là trộn đắp chân đấy. Đây nó gọi là vữa ẩm. Người ta chỉ trộn đủ thôi, không ướt quá, không khô quá. Ướt quá nó sẽ chảy và khô quá thì nó sẽ không có sự liên kết, dẫn đến là khó làm. Sau khi vào lớp hồ dầu xong, người ta sẽ vào lớp vữa này. Đó, xì cáp ta sẽ xúc lên đây, bỏ khuôn này và sẽ sử dụng bay và búa cao su ta gạt ra và ta sẽ gõ xuống. Đây, mảnh này đã gõ xong rồi. Đều. Như việc sử dụng búa cao su gõ này sẽ giúp cho cái vữa này nó sẽ được ép lại rất là chắc. Sau khi vào một lớp vữa xong, ta sẽ ghép khuôn lại như này. Đó, đã ghép khuôn lại xong. Đấy, việc bây giờ là ta sẽ hoàn thiện cái phần miệng. Hoàn thiện phần miệng nha, dùng thước và bàn xoa ta sẽ hoàn thiện phần miệng này. Và đi dây sắt khóa chỗ này lại. Đó, sau đó là đổ bê tông vào đáy đâu. Ở đáy này kết cấu chúng ta sẽ đi khoảng dây sắt 4 ly. Cứ cách khoảng 30cm một cây ta đi vuông. Sau đó đổ bê tông xuống là xong. Còn chuyện nó quay cái miệng là nó quay. Thì quay cái bước này dần. Là miệng á.